Sinh nhật mày hôm nay là ngày vui và chặt đầy ý nghĩa, anh em chúc phúc cho mày toàn là những điều hay. Nhưng như ngày hôm nay tao muốn nói thẳng với mày, ê con lừa, đã 3 năm rồi mà mày có biết đâu sinh nhật mà không đãi làm sao chơi với nhau. Đột kích với mày luôn là những thứ đứng đầu, còn tình nghĩa anh em mạnh mẽ chỉ là những thứ đứng sau. Tiền bạc của mày bỏ vào đột kích là mau, chỉ có thương nhưng có bao giờ mày đãi anh em được một bữa nào đâu. Nhưng từ khi con hổ vào, mày đã rời bỏ tụi tao, mày bỏ luôn đột kích. Trong thì rất thì mỹ, nhưng thật chất mà nói con nhỏ này dữ như quỷ. Chưa kể là nó quá lì và lại còn rất láo, mày nên đem nó về mà từ từ dạy bảo. Chết, nãy giờ tao nói có hơi quá lời đúng không? Quay trở lại chủ đề cũ nè. Tao chúc mày một ngày để ấp những điều vui và tràn đầy may mắn là bởi những điểm xui. Tụi tao biết mày rất mê đột kích, mỗi lần mày chơi game mày không hề nhúc nhích. Tao biết rằng đó là những gì mà mày thích, nhưng đừng quá đam mê rồi bỏ bê chuyện học hành. Rồi xong mới mời vậy. Nhưng mà chuyện đã hết rồi, đầu óc tao có giới hạn nên chỉ viết được tới đây. Và một lý do nữa là tao đã hết giấy, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc viết tặng bài gì, ngoài việc tặng mày bài hát này. Happy birthday.